Ajax là tưng lên tưng lên tưng lên tưng lên cũng không xi nhê, và cái W nó bạn mang khác hướng cũng đéo có được cái gì hết, là giật lại mà bạn cần lên giày bạc là được rồi. Nhưng mà cái game này và Olaf là nó đéo sợ kháng hiệu ứng, khi nó có ulti thì mẹ có kháng làm đéo gì, kháng hiệu ứng 100% bất tử CC không có choáng, Riven thì choáng có tí. Những con so mẹ hiệu ứng nhiều này, Leona này kể cho, Leona này mấy con mà tân nhiều ấy, nhất là con Leona là bạn phải mang kháng hiệu ứng. Những con tân mà thẳng vào mồm ấy, tân theo thời gian là Morgana là lắc này, mấy con nào mà chói ấy lâu thì bạn mới cần kháng hiệu ứng. Riêng con Olaf là bạn cứ lấy tốc độ đánh thôi, bạn thiếu đam là bạn không có bắt được nó, chứ bạn bật R lên mà bắt được là được rồi. Không kịp chụp bảng rồi, cần để mà chụp vô tôi bật bảng lên cho mà coi dễ mà nè, bảng nè đâu. Cầm tốc hàn làm gì vậy? Bạn biết, bạn có biết chơi Olaf không? Có Olaf cầm tốc hàn làm gì vậy? Ô mà Yasuo đi rừng hả? Really? Really? Yasuo đi rừng. Ok fine. Gì? Anh Châu nghiên cứu stream có tua đi anh, thấy có người làm được rồi kìa, coi không tua được nhiều phá cuốn. Ông nào làm được bạn nói cho tôi nghe. Mẹ Facebook cho mẹ vô là mẹ làm trong Facebook, mẹ mức lương mẹ 10 tỷ một tháng luôn. Ông nào làm được? Tua trừ khi người ta xong stream thì tua thoải mái, người ta đang online stream tua bằng niềm tin nè. Mình đi với event à? Ok. Không vấn đề. Event cũng cầm thiêu đốt. Bởi vì tôi là Olaf, chưa từng ngăn một thằng nào. Tình này là tình vu vơ, tình này là tình tan vỡ. Trời ơi, mình kịp mana, mình không có mana, mình hồi cái quy là đẹp rồi. Rồi, mất mất lát này. Mất lát này, mất thiêu này. Tí nữa thằng điên lên ga tôi vậy đấy. Reven thì chỉ là Reven thôi.
I'm going. Trời thấy mà mày lưu. Trời mua tới 3 bình máu nữa nè. Mua máu nhiều dữ vậy. Bố láo. Tao bữa hai thằng mày luôn. Bố láo. Như nào? Trời ơi, Ô láp trong tay anh nó ghê lắm đó. Olaf ơi! Kinh bên đây! Unbelievable! To action! The might of Lockbar approaches. Thôi mình chỉnh bản qua đây nha. Các bạn xem bản đủ chưa? Đủ hết rồi đúng không? Nó mẹ ra thì mất mất con linh. Trời trời có quy trí mà là. Đủ tiền chưa? Rồi về lên đồ cái đã. Đỡ tốn mana. Siêu Olaf. To plunder. An enemy has been slain. Cái gì chết ngược cơ? Cái gì gọi là chết ngược? Mình không hiểu. Như nào gọi là chết ngược? Under.
Nói thiệt, con Riven này không bao giờ rỉa máu được Olaf luôn. Ôm trụ tới chết đi mày. Thôi ta đi vô. Mày nhìn nè, anh đi vô anh đánh bảy người đá cái đầy máu nè. Rồi đi ra anh chơi chú. Rồi anh ra bật tăng tốc lại anh dí anh đập bỏ mà mày. The might of Lothar approaches. Mày về là nát trụ rồi. Đó. Siêu thấm hút. Về không? Nghe hồi nhanh nhỉ. Rồi sắp công ty rồi nè. Sắp công ty rồi nè. Đét, đét cái cục cứt ta này. Đép cái gì mà đép? Hả? Đép cái gì? Đép bằng răng à? Hả? Hey. Urge to kill rising. Siêu Olaf. The might of Lothar approaches. Giờ Riven có cái cơ hội gì mà giết được tôi nữa. Lên tôi bữa hai thằng luôn, kể cả thằng Rengar nhé. Quỷ mẹ rồi. Tình này là tình du dơ. Tình này là tình gian dơ. Này thì sọc cho mày cái nè. Quy cho mày cái nè. Giờ đi cút không. Là con chó bò nè.
Giờ chơi sao ta? Chơi lên đồ gì cho nó vui ta? Bố bằng móng vuốt nhỉ? Bố bằng móng vuốt để cho nó vui nhỉ? Vui nhà vui cửa. I'm going. Anh sứ giả thì nó hơi ác mà thôi, không anh sứ giả đâu. Your turret has been destroyed. An enemy has been slain. An ally has been slain. Lập chọi, lập chọi, lập chọi vậy đó. An enemy has been slain. Trời vô ăn mẹ cũng sẽ giả. An ally has been slain. Bớt lằng nhằng đi ai dập. Đơn giản như đàn giỡn. Rồi giờ móng vuốt nó thì nghỉ chơi. Láp siêu thấm hút. Chop, chop. An ally has been slain. Your turret has been destroyed. Riven đánh hay ai nó ngu. Mẹ Riven đánh mất hay mà.
Ờ, đi về không thua lát đâu. Quan trọng là mày lên trang bị gì. Đập này cũng kinh đấy. Dạy cho nó nhanh. Chạy thấy mẹ luôn. Ô má nè, quay lại rồi. Tí là lại ỉa nha con. Hai. Tí hai rồi. Ok rồi. Mình lên cái gì nữa ta? Mình lên tí giáp đi nhỉ. Anh em giữ qua đó anh. Hay là mình lên mẹ nó ma vũ xung kiếm ta, hay giáp thiên thần. Hay rồi. Enemy killing spree. Hai ba gặp sao thế mà. Nào chống, nãy giờ anh không thèm đi chung với team, anh nghịch hết á. Cái thứ chú tưởng nguyên nè, anh tan cho đập nhà nó cho. Chết ngay. Lên thêm người mùa dằn tôi dí tôi đập luôn. You have slain an enemy. Ông vay thọt thế.
Mới có 2 món thôi à? Ô, tìm mà được con rồng rồi chưa? Tìm nó 2 rồng gió, 1 rồng lửa, hỏi sao mạnh thế? Cái rìu mình chọi đau mà 500 mấy chục đam đó, thêm cái này nữa chọi thẳng vào mồm hơi bị cay, hơi bị khủng đam đó. Ông Yasuo rồi, ông hơi phế, ông chưa đủ đồ. Thôi mình đi một mình với một lan mẹ đi. Lui đi. Bắt cái thằng này cái. Olaf này là siêu thấm hút. Bảo kê AD hả? Ai, bắn chết bạn ta luôn. Trời ơi, con đen gà. Enemy double kill. Giờ ta đây là nghỉ chơi. À đây là không có được chơi đâu. Riven đánh hay, ai nói Riven đánh dở, Riven đánh mắt hay luôn á. Hôm qua là có mình rồi, mắt 3 con rồng gió. Lẹ. Cuộc sống mà. Cuộc sống mà. Cay. Mày chơi cay lắm. AD mà có 8 tỷ cái lát thì chứ chạy được đâu.
Mất flash nha. Mấy cái nó vẫn không chạy được ạ. Quang gì? Gì qua hao tôi con game. Mà tôi không mất cái gì hết, gọi là con game. Nó on kìa. Mất lên bỏ không có đánh. Sao ra luôn để con Ori nó ulti. Bà mẹ ông ơi là ông. Rồi lần này nó mất ấy rồi. Lần này con AD mất lá rồi, tôi vô tôi bắt con AD là xong. Rồi chết AD luôn rồi. Ây da, đập con chát. Nó thua à? Ủa? Ủa, team mình sao chết hết rồi? Mình lùa bên này, team chết hết rồi. Vô lý vậy. Ôi mình bắt con Rengar nó cũng đập mình à. Con bò nó cũng đập mình, con AD cũng đập mình, có một con chắc con Riven mà con Riven nó thọt mà sao nó lùa hết cái team mình thì sao vậy? Really? Không, cái quái này là đúng rồi. Tại sao mà nó không chết? Thôi. 5 đánh 5 mà làm gì có 4 đánh 5 bạn. Yasuo ulti vô đập con ai chắc mất cái gì? Nó mất cái ulti, nó mất hồi sinh luôn rồi, nó còn có đam đâu. Ulti của nó là đam chính luôn đấy. Búp được 20-30% đam đó. Ủa quả đấy combat sao vậy? Mình có thể xem lại được quả đấy không? Mình thử xem lại cái quả đấy coi. How to team mình chết hết. What? Mình lùa hết thằng đam của bên này đâu mà. Để mình xem lại coi. What the hell? Vô lý vậy. Mấy thằng bồ mình cũng không có yếu đâu. Yếu đếch, Ori nó có yếu đếch. Để mình xem lại coi, cái pha đó coi. Má. Nè, team mình nè. Đó. AD ngu. Chạy vô nó combat. Về sao chết? Cái này là team mình ngu chứ team mình còn nguyên máu mà. Cái này là team mình ngu nè. Thấy chưa? Cái này là do team lỗi đó, phải do mình lỗi đây hả? Team mình còn full máu luôn chứ không. Để từ từ tôi chậm, tôi chậm. Tốc độ. Những tốc độ ở đâu ta? Chỉ tốc độ ở đâu? Để chậm con bát lại coi. Sao tôi thua được hay vậy?
À, mình đen ghê còn một xíu máu à, là con này nó chết rồi. Rồi con Sona không chịu về đi, ở lại làm chi vậy? Quả này thằng AD đứng mắt lỗi lên nè. Quả này thằng AD đứng mắt con này nó lỗi lên. Quả này thằng AD mình đứng lỗi với ai? Đứng vô cái góc tù vờ lờ. Ồ, AD chạy vòng vòng không bắn luôn nè. AD không bắn một phát nào luôn nè. Ôi, quả này là em AD rồi này. Mình không nói nha, bây giờ các bạn nhìn kỹ là quả này con AD có thể bắn chết con Edgar và hồi máu lại luôn á. Này, này nó chạy một mặt luôn nè, nó chạy từ đây, nó chạy luôn, nó tới đây, nó chạy lên tới đây, nó chạy xuống rồi, nó bắn con Edgar này nè. Để con Edgar đập chết, đập con Yasuo luôn nè. Đó, bắn con Edgar không bắn luôn. Đó chạy nè. Đó chạy mấy giây luôn còn chưa bắn á. Rồi gì chơi gì. Đó chạy nữa nè. Chưa bắn cái nào luôn nha. Chưa bắn một cái nào luôn đó. Đó giờ mới bắn được một cái nè. Chịu. Hỏi sao tôi không nát. Tôi bảo ủa cái pha đó là mẹ con. Pha đó là con Achok nó. Mẹ con ulti nó mất mẹ nó mạng rồi. Con bò thì lo dí mình Achok. Achok bò các kiểu là bị gây đam hết rồi. Khóa lại mình giữ con AD nó lại. Tại sao tôi mình thua kỳ cục. Đậu xanh nhà nó. Thằng Riven đánh hay mà thằng Achok cứ ngồi nó chê. Đây là xem lịch sử Riven, Riven đánh hay. Mình đi làm nó mình biết cái kiểu đánh của nó là nó đánh hay. Nhưng mình cục xúc quá nó đánh không lại rồi. Đâu rồi Riven rồi, xem lịch sử đấu này. Nó đánh hay. Nó đánh, thấy chưa? Đánh thắng không? Giỡn hoài. Nó đánh hay. Chỉ số của bạn dương mạng hơi bị nhiều nhá. Bạn thắng nhiều hơi, bạn thắng hơi bị nhiều. Thắng không, thua có mấy trận. Nhìn là tôi biết con Riven nó đánh hay mà. Hôm kia ông cứ chê con Riven nó đánh dở. Xạo xạo.